Dạ vâng, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với Lực Tàn TV. Thì hôm nay lại tiếp tục nói về cái câu chuyện của chị Linh Lan cũng như là ba mẹ của ca sĩ Vân Quang Long. Thì cái câu chuyện này không biết khi nào nó đến hồi kết thúc, nhưng hiện tại bây giờ thì ca sĩ Vân Quang Long chắc có khả năng cũng đã gần được hỏa thiêu và tro cốt cũng sắp được về Việt Nam. Thì chúng ta trước khi vào video này, mọi người hãy cầu nguyện cho anh ấy được thanh thản và cầu nguyện cho anh ấy được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng và được về Việt Nam đoàn tụ với gia đình cũng như vợ con của mình. Thì những cái thông tin liên quan đến cái sự việc này nó liên tục được cập nhật ở trên mạng xã hội, tại vì nó quá nóng. Cái câu chuyện này đến hiện tại bây giờ thì tất cả mọi người đều đang rất là quan tâm và chờ đợi những chi tiết mới xoay quanh cái sự việc mà ba mẹ của Vân Quang Long không chấp nhận Linh Lan làm con dâu cũng như bé Helen làm cháu nội. Thì nó đã xảy ra một cái sự mâu thuẫn trên cộng đồng mạng xã hội khi tất cả mọi người đều lên án cái hành vi và những cái lời nói phát ngôn của cha mẹ Vân Quang Long trên mạng xã hội một cách gay gắt khi chỉ trích về con gái là con dâu là chị Linh Lan và không chấp nhận cái sự việc làm con dâu cũng như là cháu nội đó. Cho nên là cộng đồng mạng xã hội người ta hiện tại bây giờ đang thiên về cái hướng đứng lên để bảo vệ lấy lại sự công bằng cho chị Linh Lan. Và bên phía gia đình của ca sĩ Vân Quang Long, tức là cha mẹ của ca sĩ Vân Quang Long, đang nhận sự chỉ trích rất là nặng nề của cộng đồng mạng xã hội. Nhưng trong cái giai đoạn gần đây, thì mới ngày hôm qua đây, thì chị Linh Lan cũng đã lên đính chính những cái thông tin và cầu mong cho tất cả mọi người ngừng cái việc chỉ trích cha mẹ của ca sĩ Vân Quang Long để cầu mong cho anh Vân Quang Long được yên ổn và yên nghỉ, ra đi thanh thản và được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng. Thì những cái lời tâm sự của chị ấy được sự ủng hộ tất cả mọi người. Và chị ấy cũng có nói rằng là chị ấy sẽ chấp nhận hết những cái sai trái, những cái này kia, những cái thị phi, để chị ấy gom hết và chị ấy nhận là chị ấy sai, để cho cái sự việc này được trôi đi. Và mong làm sao cho cha mẹ bên phía của ca sĩ Vân Quang Long sẽ không bị chỉ trích trong thời gian sắp tới nữa. Nhưng mà mọi người cũng đã biết cái sự việc này có khả năng dừng lại với cộng đồng mạng xã hội. Thì nó rất là khó khi cha mẹ của ca sĩ Vân Quang Long đã nói những cái lời thực sự sát múi vào trong tim của tất cả mọi người đang yêu mến chị Linh Lan. Và đến hiện tại bây giờ, những cái thông tin và những cái mà cập nhật thì nó hoàn toàn bất lợi cho cha mẹ của ca sĩ Vân Quang Long. Mọi người cũng đã biết bố mẹ của Vân Quang Long là những người thầy giáo, cô giáo thực sự là rất là đạt tiêu chuẩn thì mới nuôi dạy được ca sĩ Vân Quang Long là một người ca sĩ. Và trước đó không có một cái vấn đề gì tai tiếng, tại vì đời tư của gia đình nhà ca sĩ Vân Quang Long, anh ấy không muốn bộc lộ và anh ấy muốn giữ kín những cái vấn đề trong gia đình, không muốn bộc lộ ra ngoài xã hội. Cho nên là chúng ta ít khi nào mà chúng ta biết được. Thì chỉ biết được cái sự việc là ca sĩ Vân Quang Long chia tay chị Ái Vân trong cái thời điểm năm 2015 khi đã có hai đứa con. Và cái cuộc tình sau này đến với cái chị Linh Lan thì làm cái cuộc tình chưa ai biết được cái sự việc gì, mà đến hiện tại bây giờ thì xã hội mới phanh phui sau cái sự ra đi đột ngột của ca sĩ Vân Quang Long thì mới biết được chị Linh Lan là đã ở với anh Vân Quang Long và có một bé gái tên là Helen 2 tuổi. Thì mọi người cũng đã biết về những cái hình ảnh của cha mẹ và dòng họ bên nội, tức là bên phía ca sĩ Vân Quang Long cũng đã dự những cái đám tiệc thôi nôi, rồi dự những cái buổi đám hỏi và có đầy đủ, trong đó có cả cha ruột của ca sĩ Vân Quang Long cũng có mặt ở đó. Nhưng họ đã không chấp nhận và họ đã khẳng định trên mạng xã hội rằng là họ không quen biết Linh Lan là ai, và cái mối tình vụng trộm của ca sĩ Vân Quang Long với lại chị Linh Lan là không được chấp nhận. Và đến hiện tại bây giờ cũng không được chấp nhận. Như vậy là nó có rất là nhiều cái tình tiết mâu thuẫn mà tất cả mọi người cũng đã phanh phui. Thì đến hiện tại bây giờ thì cái sự việc nó đã rõ mười mươi. Khi gia đình ca sĩ Vân Quang Long, tức là ba mẹ của ca sĩ Vân Quang Long, biết chắc Linh Lan là ai và Linh Lan là đã ở với anh Vân Quang Long trong những cái thời gian nào thì họ đều nắm bắt được thông tin. Và bé Helen ra đời thì họ cũng đều nắm bắt được thông tin đó. Nhưng đến hiện tại bây giờ họ chối phăng, cho nên là cái sự việc này họ bị chỉ trích trong cái thời gian vừa rồi đây là hoàn toàn có cơ sở và có căn cứ, chứ không ai người ta bịa ra. Chính miệng của cha mẹ Vân Quang Long đứng lên để nói với các kênh YouTube khác, cho nên là họ mọi người đã có những cái nguồn thông tin đó, mọi người mới lên phanh phui và lôi những cái hình ảnh đời tư ngày xưa từ rất là xa xưa đến hiện tại bây giờ người ta đã phanh phui lên trên mạng xã hội để phơi bày cái sự việc này ra.
Thì cái câu chuyện đó chúng ta cũng đã nói rất là nhiều rồi, và chúng ta cũng không nói sơ lược như vậy thôi để tất cả mọi người hiểu về cái câu chuyện. Và đến hiện tại bây giờ thì cái việc nóng nhất trên mạng xã hội hiện tại bây giờ là cái sự việc mà chị Linh Lan đã có những cái dòng tin nhắn thả thính, và tất cả mọi người cũng đã biết rằng là cộng đồng mạng xã hội đang sôi sục vì cái câu chuyện này, không biết thực hư cái câu chuyện như thế nào, đang trong cái sự rối rắm tự nhiên lại xuất hiện trên mạng xã hội với những cái dòng trạng thái gọi được cho rằng là cưa trai và những cái dòng trạng thái hẹn hò với lại những người đàn ông trong khi mình đã có chồng mà nói rằng mình là người không có chồng, và thả thính với những người đàn ông khác là em đang làm gì và em đang cần gì, em đang cần người tâm sự, em đang cần người che chở cho em đấy, em còn ở đó không để chồng ra. Thì chị ta lại nhắn lại một cái dòng vậy như là em đâu có chồng đâu mà ra, em đã có chồng chưa, chị ấy lại trả lời em đã có chồng. Tức là những cái dòng bình luận ở trên TikTok của chị Linh Lan với những cái dòng bình luận thả thính được cho là thả thính, và cái đó thực sự là những dòng bình luận thả thính thực sự khi có những cái lời tâm sự qua lại đường mật. Nhưng mà tất cả mọi người hãy xem xét thật kỹ rồi hãy lên và chỉ trích chị Linh Lan. Thì chúng ta chưa biết hiểu rõ sự việc như thế nào thì chúng ta không nên nói, và cái này nếu như chúng ta nói sai thì đảm bảo tất cả mọi người là chúng ta đang giết chết đi một con tim thực sự là đạt tiêu chuẩn trong suốt thời gian vừa rồi chúng ta đang nói, đúng không ạ? Mọi người cũng đã biết ca sĩ Vân Quang Long đến với chị Linh Lan trong một thời gian rất dài, khoảng 4-5 năm, và đã có bé Helen 2 tuổi. Và sau đó thì anh ấy vì một cái lý do nào đó, vì cái cuộc sống mưu sinh hay là vì một cái nói chung là vì một cái lý do nào đó mà chúng ta không hiểu được, thì anh ấy đã từ bỏ gia đình và anh ấy đã đi sang bên Mỹ một mình để quyết định lập nghiệp ở bên đó. Và những cái tiêu chí của anh ấy lập nghiệp là làm bất cứ một cái công việc gì để kiếm được một cái số tiền thực sự đặt tiêu chuẩn, rồi mới bắt đầu tính đến cái chuyện vợ con về sang bên đó và chăm nom cho vợ con. Nhưng trong cái thời gian anh ấy làm thì anh ấy cũng đã có rất là nhiều những cái vấn đề gửi tiền về để nuôi dưỡng bé Helen và gọi điện chăm nom cho chị Linh Lan. Thì mọi người cũng đã biết cái cuộc tình của họ rất là sâu sắc, và họ có cách trở phương trời nào thì họ vẫn luôn hướng về nhau. Và hiện tại bây giờ cộng đồng mạng, cái mạng truyền thông trên xã hội á, nó lưu truyền, nó truyền đạt những thông tin rất là nhanh, cho nên là họ vẫn liên lạc, họ vẫn có cái sợi dây kết nối bằng cái không gian mạng để họ quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Thì vừa rồi đây xuất hiện những cái dòng trạng thái đó thì mọi người đang rất phẫn nộ, và mọi người nghi ngờ rằng cái cô Linh Lan này có thực sự là một cái người tốt hay không, có thực sự là một cái người trong sạch hay không, có thực sự là một cái người trinh tiết để ở với anh Vân Quang Long hay không. Thì đây là những cái câu hỏi thực sự mà để chúng ta đang phải phân tích. Thì hôm nay Lực Tàng cũng nói cho tất cả mọi người nghe, và Lực Tàng cũng đã nắm bắt được thông tin về cái câu chuyện này. Thì đầu tiên mọi người cũng đã biết chị Linh Lan đã có một cái kênh TikTok rất là lớn, khi chị ấy cũng là vợ một ca sĩ và chị ấy cũng có bán hàng bán hóa gì trên cái kênh TikTok đó, đúng không ạ? Và những cái dòng bình luận thì mọi người cũng nên nhớ rằng là bình luận ảo ở trên mạng thì họ có thể nói chuyện qua nói chuyện lại, và trong những cái TikTok là toàn bộ là có cái sự giải trí, cho nên á, họ có thể là họ nói qua nói lại để họ gọi như là có một cái cuộc nói chuyện cho nó vui vẻ và nó hòa đồng đấy. Thì mọi người biết rằng là đã làm một cái mạng truyền thông như chị Linh Lan thì chắc cú sẽ có bạn bè, cũng có thể là có người thân, anh em dòng họ, hoặc là những cái người thực sự thân thuộc và họ muốn trêu chọc nhau để họ lên họ nói như vậy, thì cuối cùng rằng là họ bình luận đấy, thì họ vẫn có những cái dòng trạng thái nó còn in ở trên cái dòng TikTok đó. Cho nên là những cái vấn đề mà nếu như thực sự mà chị Linh Lan có sự thực sự hư hỏng như vậy, có thực sự là gian dối như vậy, thì chắc cú những dòng bình luận đó chị ấy sẽ đã ẩn đi hoặc là chị ấy có xóa đi đấy, chứ không bao giờ chị ấy để ở nơi cái dòng bình luận ở trên một cái trang TikTok thật lớn. Và mọi người nên nhớ rằng là cái trang TikTok là nó truyền tải những thông tin trên tất cả cộng đồng mạng xã hội, nó y chang như Facebook, cũng y chang như YouTube, và tất cả mọi người đều vào xem được, đúng không ạ? Thì mọi người nên nhớ rằng là trong cái khi mà chị Linh Lan đang còn kết nối với lại anh Vân Quang Long như vậy, thì không lẽ anh Vân Quang Long lại không biết được cái kênh TikTok của chị Linh Lan là như thế nào? Kênh đó được cho rằng là kênh Linh Lan 1989 nha mọi người. Đấy. Thì không lẽ trong đây Lực Tàng muốn phân tích với tất cả mọi người rằng là chị ấy có một cái trang TikTok, không lẽ là anh Vân Quang Long lại không biết được vợ mình là làm TikTok?
Và không lẽ anh Vân Quang Long không vào xem những cái gì mà chị ấy đăng lên trên TikTok, đúng không ạ? Và chắc cú anh ấy vào xem thì anh ấy đã quan tâm đến vợ, thì anh ấy phải vút lên và anh ấy xem những cái dòng bình luận, anh ấy có thể rằng là có phản ứng hay này kia, đúng không ạ? Nhưng mà chưa có một động thái gì thì chị Linh Lan vẫn để những cái dòng động thái đó ở trên TikTok, thì chắc hẳn là anh Vân Quang Long đã biết chuyện này và đã biết những cái người mà đang nhắn tin cho chị Linh Lan là nhằm cái mục đích có khả năng là trêu ghẹo lẫn nhau thôi đó. Cho nên là chị Linh Lan mới không giấu giếm. Chứ mọi người nên nhớ rằng là hai người anh Vân Quang Long vẫn dồn tiền về, vẫn lo toan cho cuộc sống gia đình của chị Linh Lan ở bên đây, nhưng mà lại có những cái dòng bình luận như vậy mà chị Linh Lan vẫn để như vậy, thì mọi người có cảm thấy trong đây có một cái sự quá vô lý không ạ? Đây quá vô lý, và chúng ta hãy xem sâu hơn một tí đấy, phân tích thật sâu hơn một tí thì chúng ta mới biết được là cái câu chuyện này hoàn toàn là cái chuyện bình thường, cái chuyện giao tiếp xã hội ở trên mạng xã hội khi có chuyện trêu chọc lẫn nhau. Đến như tất cả mọi người, ví dụ như có một cái trang Facebook, có một cái kênh YouTube như Lực Tàng đấy chẳng hạn, nhiều khi vợ Lực Tàng vô bình luận thả thính qua thả thính lại là cái chuyện quá bình thường, và trong lúc đó là cái bản chất của mình nó không như vậy, nhưng mà những cái lời nói để cho nhằm cho cái câu chuyện nó hấp dẫn hơn và cái sự việc nó vui vẻ hơn thì người ta có thể bình luận qua bình luận lại như vậy. Và chắc cú Lực Tàng làm thì vợ Lực Tàng biết, và chị Linh Lan làm thì anh Vân Quang Long biết, cho nên mới dám để lại những cái bình luận như vậy. Còn lén lén lúc lúc đến với nhau, không ai có thể để những cái dòng trạng thái đó ở trên trang TikTok lớn như vậy mà chồng mình cũng đã vào đó xem, đúng không ạ? Mọi người hãy nghĩ xem Lực Tàng hôm nay phân tích như vậy có đúng hay không. Và không phải ở đây là Lực Tàng bênh vực chị Linh Lan mà Lực Tàng nói như vậy, mà chúng ta hãy xem xét thật kỹ đấy, rồi chúng ta hãy phân tích. Và nếu như chúng ta mà không xem xét kỹ, chúng ta chỉ cần nhìn vào những dòng trạng thái đó thôi, là suy nghĩ con người của chị Linh Lan nó thật sự hư hỏng chứ nó không có tốt đẹp gì. Cho nên là nó sẽ mang một cái tội rất là nặng khi chị ấy không phải như vậy. Và vừa rồi đây, trên một cái trang báo nào đó thì Lực Tàng cũng đã có đọc, và chị ấy cũng đã đính chính thông tin và nói rằng đó là những cái trò trêu giễu cợt nhau, vui đùa bông quơ ở trên mạng xã hội. Và anh Vân Quang Long, tức là chồng chị Linh Lan, đã biết được cái câu chuyện đó. Chị ấy cũng đã đính chính thông tin trên trang mạng. Nhưng đến hiện tại bây giờ cũng có rất là nhiều nguồn tin và có rất là nhiều người vào những cái kênh mà làm cái thông tin đó thì đã bình luận và chửi bới cô Linh Lan, nói rằng là con dâu chỉ có muốn là tranh phần, là nhờ vô đó để tranh phần đến khi anh Vân Quang Long mất đi để nhận con dâu, để tranh phần này kia về cái chuyện tiền bạc rồi đất đai. Mọi người biết anh Vân Quang Long, để gia đình anh Vân Quang Long có 30 công đất, đúng không ạ? Và tài sản thì chắc có khả năng là có nhiều đó. Và cái sự việc mà tất cả các văn nghệ sĩ người ta đang quyên góp một quỹ để hỗ trợ, rồi tiền phúng điếu, rồi tất cả là những cái người ta giúp đỡ đó, cái số tiền rất là nhiều. Và mọi người cứ nói rằng chị Linh Lan là lòng tham vô đáy, nổi máu tham lên thì lúc đó này lúc kia thì bắt đầu nhận con dâu và đưa bé Helen ra làm bình phong để nhằm chi chắc tài sản, thì thực sự tất cả mọi người quá sai lầm. Đây, đây là một cái câu chuyện mà chị Linh Lan đến với anh Vân Quang Long trước đó đã không được sự chấp thuận của gia đình và chị ấy rất là đau khổ rồi. Đó, không ai mà chờ anh Vân Quang Long ở bên Mỹ, chị ấy ở Việt Nam trong tuổi đời đang còn rất là trẻ, và chị ấy cố gắng chăm sóc con, cố gắng làm cầu nối để nối cha của bé Helen là Vân Quang Long với lại bé Helen. Hai cha con vẫn liên hệ với nhau và tình cha con thắm thiết, tình vợ chồng vẫn gắn bó, hai bên vẫn nói chuyện với nhau ngày một và liên tục hỏi thăm nhau về cái vấn đề sức khỏe cũng như là quan tâm cho nhau đấy. Nhưng mà tất cả mọi người lại cứ nói như vậy là không được, thì bên gia đình nhà ca sĩ Vân Quang Long không chấp nhận, thì làm sao mà chị ấy có thể nào mà bước chân vào cái nhà đó được ạ? Thì mọi người có thể nhìn thấy trên mạng xã hội bà ta nói rằng là cấm tuyệt đối không cho bước vào cửa, đúng không ạ? Tôi đâu có nhận nó đâu, tôi đâu có đem cau trầu đến đâu, mà nó là con gái dâu của tôi không chấp nhận. Còn con bé Helen trong cái cuộc tình đó tôi không chấp nhận, thì làm sao tôi có thể nhận nó là cháu nội đấy? Mọi người có thấy cảm thấy có quá vô lý trong cái sự việc này không ạ? Mà cái người dâu trước là chị ấy Vân thì lại chấp nhận khi chị ấy cũng đã cặp với một người đàn ông khác, và cuối cùng rằng là vẫn quan tâm đến gia đình, vẫn quà cáp này kia thì vẫn cho người đó là con dâu. Còn cái cô Linh Lan này ở với lại con trai của mình, có mang một đứa con gái 2 tuổi là Helen rồi mà lại còn không chấp nhận. Như vậy là cái câu chuyện này hoàn toàn nó ngang ngược, nó trái ngược và nó quá ẩn khúc, nó quá mâu thuẫn. Và tất cả cộng đồng mạng xã hội không ai có thể chấp nhận được cái sự việc như thế này. Và
đang lên án là cái chuyện đúng đắn, và chúng tôi muốn nói lên những cái sự công bằng thực sự. Đấy. Thì hôm nay Lực Tàm muốn nói về cái câu chuyện của chị Linh Lan về cái vấn đề mà thả thính cái trai, cũng như là những cái dòng bình luận đế nhị mang tính chất này kia ở trên mạng xã hội. Thì Lực Tàm có nói lại với tất cả mọi người một lần nữa rằng là câu chuyện đó là nó quá bình thường, và đến hiện tại bây giờ thì mọi người hãy xem kỹ và chúng ta hãy cố gắng phân tích bình luận cho thật đúng đắn. Khi chị Linh Lan đã mất đi một người chồng và cái cuộc sống của chị ấy không được bên nội chấp nhận thì nó quá chi là đáng thương rồi. Đấy. Và sự việc mà nếu như sự việc này còn phanh phui lên nữa thì có khả năng đụng đến cái suy nghĩ của chị ấy rất là nặng. Không biết chị ấy có thể vượt qua được cái sự việc này nữa hay không. Cho nên chúng ta hãy đính chính lại thông tin một cách chính xác rồi chúng ta hãy nói. Đấy. Chứ nếu như mà chúng ta không nói là khó vượt qua cái sự việc này. Mọi người cứ ví mình với lại chị Linh Lan đi. Một bên nội là không chấp nhận, một bên là chồng đã mất, thì cái nỗi đau nào mất mát hơn, lớn hơn nữa không ạ? Thì clip ngày hôm nay Lực Tàm cũng nói đến đây thôi. Và có những cái thông tin gì mới thì Lực Tàm lại tiếp tục cập nhật. Thì cũng rất mong cho anh Vân Quang Lâm sẽ được về Việt Nam trong một ngày sớm nhất. Và chúng ta sẽ chắp tay cầu nguyện, cầu mong cho linh hồn anh ấy được siêu thoát, để ra đi một cách thanh thản, được nhắm mắt dưới suối vàng. Lực Tàm cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video đến đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ.